Hôm nay chồng tôi sẽ làm món gì đây? Chồng ơi, món gì? Salad thôi. Salad, hồi nãy nói salad là... Salad tình yêu. Yes, salad tình yêu. Đó, salad đâu chồng? Để xíu nha. Salad đã được để sẵn trong tủ lạnh rồi. Cái gì hả? Gọt xong làm cho nó... Đây có cà đẹp. Wow. Đây, salad. Wow. Vậy cho nó mát cái miệng nữa. Yeah. Trời, anh tinh tế quá chồng ơi. Chồng tôi làm gì cũng tinh tế dễ sợ luôn á. Đây là dầu ăn đúng không? Dạ. Yeah. Là dầu ô liu. À. Đỡ mập. Ồ. Bỏ vô đây là hành và tỏi đúng không? Tỏi và hành tím. Tỏi và hành tím. Chúng ta sẽ xào lên để cho nó thơm tho. Ủa mà chồng ơi, sao lại ở đây nó có cái con tôm xí vậy? Tôm khô chị vậy? Ừ thì tôm khô mà nó xí. Trời ơi. Đây là tôm khô, bảo là tôm xí. Xàm đế. Ủa có hành tây tím mà tại sao có bọ, có hành tây trắng nữa? Đây là cái gia vị đầu tiên mình phải xào để cho nó thơm. Thơm. Dầu ô liu có bị thiếu không? Không. Ê lửa hơi bị to quá không? Không. Ê lửa to quá hả? Đây là chảo không dính nữa các bạn, đừng lo. Vậy hả? Chúng ta sẽ bật cái cho nó hút hút này hen. Ui thơm, chồng ơi, chỉ có vậy thôi thơm rồi. Chồng vừa mới bỏ vào đường được cho nó muối và tí đường xíu thôi vậy nè, tất cả nha. Chi vậy, chi vậy? Cho nó thơm cái mùi và cái này bản thân nó cũng có gia vị chút xíu chứ. Hay hả? Ừ, tất cả vậy đó. Ồ, nhìn có vẻ chuẩn phết đấy. Nhưng mà nó chưa có mềm. Nó phải mềm cơ. Bây giờ xào xong hết rồi. Chúng ta đừng để nó mềm quá nha. Ủa sao vậy? Riêng món salad là bất cứ cái gì vô miệng mình cũng phải hơi giòn giòn nhẹ tí. À ha, à ha. Không, nghe có vẻ cũng hợp lý hen. Nhưng mà em vẫn không hiểu cái tôm nha. Trời ơi, salad mà nó có tôm em sợ là bị tanh đó nha. Đó. Tôm này là để làm gì? Làm gì? Chúng ta sẽ có một tí tôm, chút xíu thôi. Em thấy tôm kêu không phải xí mà là quá nhiều nha. Có gì nhiều đó. Với một tô salad kia thì cái này là ok. Vậy hả? Đó. Em thấy vẫn nhiều quá nha. Chúng ta có xào trước một lát nữa tùy vào cái sở thích của mỗi người ăn là sao. Ok. Nhưng mà chồng ơi, có cái này để làm gì? Nó làm cho cái gì nó mà phải có? Nó cho cái tô nó rất là thơm. À, rất là thơm. Tô salad rất là dày bắt mùi miệng ăn. Vậy hả? Cực kỳ ngon. Anh có bao giờ mà làm món này lần nào chưa? Chưa. Chưa. Chưa bao giờ. Nói như đúng rồi. Vậy thì đây là lần đầu tiên mà sao nói như đúng rồi vậy? Tay tôi cảm nhận. Cảm nhận ư? Ừ. Ăn cái giống gì đi ra ngoài đường chăng xong. Ủa phải có một sự cảm nhận thì về nhà mới biết làm được chứ. Ai cha ăn cha mà không cha biết cha. Cảm nhận gì hết thì làm sao mà làm ngon được. Vậy thì em quay cho anh thôi, em không ăn được không chồng? Em có thể. Ồ thiệt luôn hả? Nếu nó ngon quá thì em đừng ăn. Ồ, thôi coi như em chưa nói gì. Tiên tâm đã không? Đã. Đừng giỡn nha, ngon lắm. Nó cái dời trụ là anh cố tình hay sao vậy? Hả? Ờ. Cái gì? Không, được rồi. Là sao chồng? Nhìn tôm nó ngon mà mình thèm luôn á. Nghe hả? Sắp xong chưa? Được. Chồng ơi, làm món này tốn bao nhiêu phút vậy? Hả? Làm món này á hả? Ừ. Cũng không phải là tốn quá nhiều thời gian đâu.
cơ nổi đó. Tết dạ. Năm rồi. Sao mà giờ chúng ta chuẩn bị nước chấm. Nước chấm. Đó là gì? Số nước cam. Nước cam. Tôi không xài đường, tôi xài mật ong. Yeah. Anh chảnh quá anh ơi. Đừng quên đảo, chúng ta khép con tôm. Sốt này. Sao được không chồng? Đừng rớt ngọt em. Quá nha, đừng ngọt rớt quá em, nha. Rớt em. Ok ok. Nhưng mà khi làm các bạn nên làm ngọt hơn một chút xíu. Ủa tại sao vậy? Là bởi vì một lát nữa salad nó rất là lạc. À. À. Có nghĩa là bình thường nếu mình uống á thì mình sẽ không có làm ngọt, nhưng mà mình làm cái này mình phải làm ngọt hơn một chút xíu thì salad nó lạc quá, mình phải làm cho nó trộn lại mọi thứ là vừa. Ồ. Rồi thôi nha, vậy đó thôi. Không biết có chiên được không trời? Còn ăn đậm. Khi làm gì làm chúng ta phải cho một muỗng muối nhỏ. Tại sao lại nó phải có muối? Mới cân bằng lại. Quán làm gì vậy? Sau đó làm gì vậy? Ô, đừng xào, cái gì vậy? Trời ơi, ai mà xào cái đó trời? Quái xào, em chưa bao giờ thấy ai xào cái sốt cả. Tại vì sao các bạn biết không? Tại sao? Vì chúng ta xào cái này nó có cái mùi của cái nồi và một tí những cái mùi hành, mùi tỏi, mùi tôm mình hãy chúng ta làm. Ê, em không biết sao nữa. Đáng lẽ là nó nguyên chất thì nó đủ vitamin, ai còn ăn nấu là nó hết vitamin, nó phá vitamin hết rồi. Còn tin tôi đi, bỏ lại vô tủ lạnh. Trời cái gì vậy trời? Tin tôi đi. Trời muốn làm gì làm à? Muốn làm gì làm mà tin tôi đi. Sau đó là thịt bò, cuối cùng là thịt bò. Vậy là mình xong hết rồi à chồng? Xong rồi đó, chuẩn bị sắp ăn được rồi. Coi coi. Xào rất là nhanh nha, không được xào lâu nha. Chúng ta chỉ được lấy một miếng gốc này thôi. Đừng lấy hết. Để phần còn lại lát nữa mình trộn. Okay. Tươi với lại salad. Ok, 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 hiểu, hiểu. Rồi bò đâu, bò của em đâu? Đây. Lấy hết cái phần tỏi nè. Vừa lại phần hành thôi. Đâu mấy bò đâu, bò của em đâu? Có vẻ được cũng được nha. Cái món này lý tưởng của món này từ đâu ra anh? Từ rảnh em. Hả? Rảnh á. Rảnh. Rảnh. Mà tại sao phải đổ nước tương vậy? Nó mới có đủ thấm cho thịt bò chứ không phải nó lạc nhét thôi. Muối nữa hả? Tí đường. Đường à? Trời nhiều đường quá. Không có nhiều đâu. So với một cái lượng này không hề nhiều. Tính tôi đi. Không có nhiều đâu. Quá hỏi nè, nó làm gì tới sức khỏe nên anh chỉ có đổ mật ong thôi mà sao đổ đường quá vậy? Nhưng là tôi ăn một cái đường thì cái bò này vô mật ong nó không đúng. Dạ. Yeah. Cái nào mật ong được thì chúng ta xài mật ong, cái nào không được thì chúng ta không được xài mật ong. Chứ mà là cái gì cũng xài mật ong, xà nhảm nhí nha. Ok, ok. Được rồi, đủ rồi chồng ơi. Chúng ta muốn ngon nữa, chúng ta thêm một tí xíu một chồng xíu ơi, nó chín hết rồi, nó dai gì vậy? Không có dai đâu. Thêm một tí xíu, một xíu, một tí xíu, một tiêu thôi nha. Tiêu bột à? Bột nêm. Bột nêm đó, và tiêu. Là đỉnh cao luôn. Này là ai chỉ cho anh? Tiêu nó luôn luôn làm một cái gia vị mà làm cho mọi thứ nó thơm ngon á. Mà nó chín quá rồi. Không có chín đâu, tin tôi đi. Trời dai quá hả? Không. Ê, chị đè, ngon lắm. Rồi, chúng ta tắt bếp. Ok. Rồi là xong hết rồi phải không chồng? Xong hết rồi, xong hết mọi thứ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày thôi. Trình bày thôi. Đây. Đây là một dĩa salad. Đây là salad. Đây là tomato. Tomato tôi đã cắt hết rồi. Anh chuyên nghiệp quá vậy.
Tại sao tôi phải chừa lại một phần nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại sao vậy? Tại vì tôi đã có chuẩn bị thêm một dĩa bơ. Wow, dĩa bơ. Ê, cái bơ này là bơ mà Hạ Phương tặng cho mình nè. Vâng. Không biết tôi chảnh thì tôi chơi một trái được không? Anh để ngược lại cho nó đẹp đẽ đi. Yes. Bơ tôi chỉ để có một trái bơ thôi được không? Yeah. Không có nhiều đó. Bơ nó rất là tốt à. Sau đó chúng ta rảnh để lên đây là trên diện đó. Ok. Được chưa? Yes. Ê, vậy thì hóa ra cái lượng hành nó cũng hơi ít rồi chồng à? Không, ít lắm đó. Dạ. Yeah. Còn hành trong thịt bò nữa. Ok. Chúng ta để thịt bò lên. Ê, nhìn có vẻ hấp dẫn chồng ơi. Rất nha các bạn nha, rất nha. Đáng lẽ sẽ bò lên trước rồi hành lên sau đó nha, mà tôi lỡ tay tôi làm ngược lại. Cái gì hả? Một ít tôm khô. Một ít thôi, ít thôi. Ok, được rồi. Thiếu thì lát mình bỏ vào thêm. Rồi, sau đó chúng ta lấy cái khổ hồi nãy. À, tôi quên nữa. Cho một tí dưa leo. Dưa leo. Thấy không? Đấy. Ê, nhìn có vẻ được quá à. Ê, tưởng vẫn chơi ai về cũng được ra anh ơi. Đó. Cũng có vẻ đó. Sau đó là cái hỗn hợp nước cam của tôi, nước sốt cam của xịn. Wow, nó có hạt luôn kìa xịn. Mấy cái hạt nó nhai ra mệt ạ. Đó luôn. Rồi. Thôi thực khách lát tự nhả ra đi. Ok. Bật. Đây là salad tình yêu mà. Anh nên đưa đưa cái cầm, đưa cái cầm. Yes. Đây là món salad tình yêu dành cho những thằng chồng rảnh ở nhà phục vụ vợ, hãy rất dễ dàng các bạn hãy làm nhé. À. Tình yêu sẽ được nhân đôi. Yeah. Cái gì? Hả? Ủa, làm nói gì á? Tình yêu sẽ được nhân đôi. À, em tưởng là cho tiền nhân đôi. Yeah.